Về 5 giờ em đi ra là em vừa đi vừa điện á. Mà anh không bắt máy, mỗi lần điện là anh bắt máy à. Dạ. Thế em nó không biết có chuyện gì không. Là về tới nhà là thấy cửa đóng bên trong là tưởng tượng như anh ngủ đi ha, mình cũng không có nghĩ gì vậy ha. Dạ. Em tưởng là anh đi làm về anh đang tắm nữa. Yeah. Rồi em gõ cửa không mở nên em mới nhìn vô. Xin kính chào cô chú, mến chào anh chị và các bạn thưa cả nhà. Mình nghe được thông tin là ở đây có vừa xảy ra một vụ việc. Đó là vụ việc rất là thương tâm nha cả nhà. Thì vụ việc của anh Đức và vợ của mình đó là chị Hảo nha. Thì anh Đức làm Sài Gòn và không may anh thiếu một khoản nợ và dẫn đến là câu chuyện như thế này nha cả nhà. Thì anh Đức năm nay 31 tuổi nha, ở xã Phú Mỹ, Sóc Trăng. Nói nghe cả nhà, thì anh có hai đứa con. Một đứa con trai lớn là được 5 tuổi nha cô chú anh chị, còn một đứa nhỏ là được 13 tháng tuổi. Thì hôm nay mình lại chia sẻ hoàn cảnh của gia đình như thế nha. Thì để mình vào phía trong để nghe lại sự chia sẻ của cô chú anh chị, người thân trong gia đình của anh Thắng đấy nha. Thì mình xin mời cô chú anh chị mình nhé. Chào cưng. Cưng, vợ của em Thắng cưng tên gì? Dạ em tên Hảo. Tên Hảo? Hảo. Hảo hả cưng? Dạ. Hảo, Hảo bao nhiêu tuổi rồi? Em 27 tuổi. 27 tuổi. Hảo ơi, Hảo có thể kể lại toàn bộ cái sự việc xảy ra gắt đau lòng của với cô chú anh chị và con để cùng chia sẻ với gia đình của cưng ha? Dạ. Dạ, giấc chiều em điện hỏi ảnh về mấy giờ, anh nói về 4 giờ rưỡi. Thế em nói là em về 5 giờ. Thế lúc mà 5 giờ em điện cho ảnh không được, ảnh không có bắt máy. Thế em lội tới phòng là 6 giờ. 6 giờ em đập cửa hoài, ảnh không có mở cửa phòng ra, em mới nhìn qua cái khe cửa sổ. Thế em mới mượn người dân ở gần phòng trọ đó, người ta đập cửa vô. Anh khóa trái cửa. Bây giờ gì nè Hảo ơi? Hảo kể lại toàn bộ cái sự việc từ khi lúc trước. Tại vì anh Thợ cũng nghe nói là cái sự việc xảy ra là do là vợ chồng cưng thiếu nợ mà mượn dây hỏi để mà xây cái nhà này. Dạ. Thì cưng kể từ cái giai đoạn đầu tiên ha, để cho quý cô chú anh chị bà con hiểu và chia sẻ với gia đình hả cưng. Dạ, lúc đầu là hai vợ chồng cũng dư mớ tiền mới cất cái nhà này lên. Cất xong thì nó mới chi ra số tiền nhiều quá không có đủ nên em lúc phải... lúc đầu là lúc trước dịch phải không cưng? Dạ đúng rồi. Lúc đầu là lúc trước dịch. Dạ. Hồi trước ở đây là nhà mình là nhà lá hay là sao? Đất là đất này là mua anh, mua lại của người ta. À. Mua lại để đây xong rồi hai vợ chồng cũng vô một mớ nên mới quyết định là cất nhà. Ừ. Cất nhà xong á nó chi ra nhiều thêm cái không có đủ mới mượn người ta. Là cưng với ông xã cưng là ở chung với ba mẹ. Dạ. Phải không cưng? Dạ. À. Rồi cũng như là mua cái miếng đất ở đây, rồi hai vợ chồng cũng có một ít tiền rồi. Dạ. Rồi mấy là dây thêm để mà cắt cái nhà cho hoàn chỉnh, cho kín đáo phải không cưng? Dạ. Rồi như vậy là khi mà cắt nhà xong rồi á, là mình định xong nhà rồi là hai vợ chồng đi làm để mà có tiền để mà trả cho bà con khi mình đã dây. Nhưng mà không ngờ là sau khi cắt nhà rồi là tới dịch luôn phải không cưng? Dạ, đúng rồi, tới dịch không có đi làm. Rồi dịch mấy tháng trời cưng không có đi làm được. Như vậy là cái số lãi nó sẽ đẻ ra ngoài tới. Dạ. Chồng cứ chồng lên nên không có khả năng trả. Nên ảnh suy nghĩ hoài, ảnh buồn, ảnh nghĩ quẩn. Như vậy là cũng như là qua dịch rồi khoảng bao lâu vợ chồng cưng mới đi lên á? Ấy là đang cất nhà xong là hai vợ chồng đi làm rồi. Nhưng mà vừa đi làm cái bị dịch đó. Ở nhà mấy tháng trời luôn, không có lương trả người ta. Nên nợ nó cứ chồng lên nợ. Rồi ông xã cưng? Chồng em không tăng ca cũng được 7 triệu mấy. 3 triệu mấy thì tính ra một tháng cũng là 7 triệu mấy, 8 triệu rồi. Dạ. Rồi anh cho điện nước thì khoảng cỡ 3 triệu đi. Thì còn cũng còn dư được 4 triệu không? Không tới rồi gửi về quê. À gửi về quê cũng như tháng nào là hai vợ chồng cũng dành dụm. Gửi về quê một ít là để trả nợ nè. Rồi một ít phải sửa sùng cho mấy đứa nhỏ nữa. Tại vì hai đứa nó còn nhỏ quá. Gái lớn thì mới có 5 tuổi mà bé nhỏ mới có 13 tháng còn nhỏ quá. Rồi ông bà nội, cha mẹ của cưng ở đây á, là có đất ruộng gì không? Dạ không, ba mẹ em khó khăn rồi, ba mẹ ruột em mất hết rồi. Ủa? Mất lâu rồi. Gì đó hả? Ba mẹ ruột cưng là mất hết rồi, ba mẹ ruột cưng cũng ở gần đây à? Em ở bên kia sông á, cũng ở xã này luôn. À, cũng chung xã này luôn.
Trời đau lòng quá trời. Là tính ra thời điểm mà hai vợ chồng mà đi lên trên làm tới bây giờ là được bao lâu rồi Hảo? 7-8 năm rồi anh. 7-8 năm rồi. 7-8 năm như vậy là hai người bằng có được dư vài chục triệu không? Lúc đầu là dư nên mới mua đất cất nhà rồi mới thiếu. À, có nghĩa là hồi trước khi mua đất cất nhà là hai vợ chồng đã có đi làm rồi. Dạ đúng rồi. Rồi có mới có được một số tiền mới mua đất rồi cất nhà. Cho nên rồi mấy còn cắt cái nhà thì thường cắt cái nhà thì nó cũng đẻ ra đúng không cưng? Dạ đúng rồi. Rồi mình có số mình cắt, mình nghĩ là mình vay mượn rồi mình cắt mình. Nhưng mà làm. Khi nó đẻ thêm nữa mình đi làm. Nhưng mà nó bị dịch như vậy. Dạ. Ừ. Bị dịch mấy tháng trời, hai vợ chồng đâu có làm đâu, ở trong phòng không. Hồi lúc dịch là hai đứa cũng còn kẹt ở trên kia. Kẹt ở trên kia đó. Rồi lúc đó tiền đâu mà xài? Đâu có xài đâu, người ta cho cái gì thì ăn cái lấy gì đó. Trời tội dữ gì đó hả? Ở chợ ảnh thì cái lúc dịch thì cũng nhờ bà con, như ví dụ bà con hỗ trợ gạo nè, rồi rau củ đồ này kia thì nó cũng đỡ phần nào ha. Rồi ở đây như cha mẹ không có điều kiện rồi cũng đâu có gửi lên cho hai đứa được hả? Dạ đúng rồi. Ba mẹ chồng em đi coi đứa con không có tiền gửi tiền sữa cho nó luôn. Có hai đứa con gì mình cũng không có tiền gửi gì tiền cho nó luôn. Lúc dịch đó anh. Ừ. Lúc dịch là mới có đứa này thôi. À, lúc dịch này... là mới có bé này thôi, còn bé 13 tháng là mới sinh sao. À, mới sinh sao. Dạ. Ừ. Cũng như là trước khi một cái sự việc xảy ra đau lòng như gì á, là trước khi đó ông xã cưng là có nói chuyện gì với cưng mà cái giống như nói cái lời nói nó bi quan quá không? Dạ không, hai vợ chồng vẫn đi làm nấu ăn rồi nói chuyện bình thường vậy đó. Ừ. Chắc sáng cũng vậy nữa mà dắt chiều anh về sớm rồi anh đóng cửa lại. Ừ. Anh về trước em điện hoài anh không có bắt máy. Cưng điện hoài không có bắt máy. Vừa đi vừa điện luôn mà em từ chỗ làm em về phòng trọ đi bộ hơi xa anh. Ừ. Đi cỡ tiếng đồng hồ. Vậy là 6 giờ thấy dép ảnh ở ngoài cửa. Em gõ cửa hoài anh không có mở. Em tưởng là anh đi tắm. Ừ. Em nhìn qua theo cửa sổ thấy trong phòng trọ. Anh khóa trái cửa lại. Mà cái khi mà cái lúc mà Cưng đi về trong người Cưng có cái linh tính gì không? Bữa đó là người ta kêu tăng ca, em xin về sớm. Em xin về 5 giờ. Ừ. Em cũng không biết nữa, bữa đó em xin về sớm vậy đó rồi em gắng đi lẹ lẹ cho về tới phòng. Điện ảnh hoài không có bắt máy. Ừ, thường giống như ông xã Cưng mà có một cái suy nghĩ bi quan gì á thì cũng phải có nói cái gì trước mà Cưng cũng không có nghe gì hết. Cho nên là mình cũng nghĩ là bình thường chứ mình đâu có biết cái sự việc như vậy phải không Cưng? Không biết gì luôn, anh không nhắn gì luôn. Ừ, còn có trời thì có ví dụ có nhắn tin lại nghe là có viết giấy gì lại để mà gửi lời cho Cưng không? Không, chắc chưa, anh hỏi điện em hỏi ăn cơm chưa, em mới ăn rồi. Ừ. Em muốn anh là về mấy giờ, anh là về 4:30. Ừ. Thì cũng như ở trò chợ ảnh thì sáng ra hai đứa nành đứa nào nó đi làm. Dạ. Tại vì hai đứa làm công ty riêng. Dạ. Rồi chiều tối về thường là cả mấy giờ rồi hai người mới gặp nhau? Thường em tăng ca 8:15. 8:15. Dạ. Ừ. Anh không có hàng thì anh về 4:30. Ừ. 5 giờ gì đó. Ừ. Hôm qua là anh về 4:30. Còn em xin về 5:15. Đúng rồi. À, mình còn trẻ mà hai đứa cưng cũng còn trẻ, ví dụ như bây giờ hai vợ chồng đã thiếu một số nợ như gì thì hai vợ chồng đi làm thì cũng anh thấy công việc thì giống như không phải là thu nhập cao nhưng mà ở đây nó cũng ổn định. Ví dụ bây giờ mình làm tháng hai vợ chồng 7-8 triệu rồi 1-2 năm nữa có thể là lên 5-3 triệu nữa. Hai vợ chồng nói vậy đó, nói gắng làm trả cho anh ta. Ừ. Biết ảnh về sớm anh. Tội quá trời. Bây giờ chồng Cưng đi rồi mà ra đi rồi để lại hai đứa nhỏ cho Cưng vì còn quá nhỏ. Mình ở đây thì cha mẹ không có đất có ruộng nó, cho nên giờ Cưng phải gánh, từ đây về sau là Cưng phải gánh nặng rồi đó. Vừa làm mẹ rồi vừa làm cha hai đứa bé luôn. Anh thấy tội quá tội. Rồi như vậy á, ông xã Cưng mắc rồi, Cưng có suy nghĩ là sắp tới là mình đi làm nữa không? Nghe là làm ở đây. Giờ em cũng chưa biết đến đường nào. Giờ
Anh mới cười, anh làm hai vợ chồng làm, giờ còn có mình em hai đứa nhỏ. Còn hai đứa nhỏ mà ông bà nội thì anh Khải thấy là cũng lớn tuổi rồi. Tội quá trời tội. Một tháng Hảo hai vợ chồng nhìn dụm gửi về trung bình tháng là gửi về nhà được bao nhiêu? Gửi, tại vì hai vợ chồng đang thiếu nợ nên gửi 2 triệu mấy 3 triệu cho hai đứa đủ mua sữa à. Còn cái nợ là mình có thiếu nợ ngoài không hay là thiếu nợ trong ngân hàng thôi? Em có mượn ở ngoài một ít nữa nhưng mà em mượn. Chồng em cũng biết nữa nên hai vợ chồng cố gắng làm hết năm nay là rút bảo hiểm trả anh ta. Tại vì đi làm công ty đó thì cũng có bảo hiểm ha. Thì mình nghĩ là mình gắn bó lâu dài, sau này mình cũng có cái quyền lợi. Hai đứa nghĩ ra thì rút cái số bảo hiểm ra thì cũng có tiền khá ha Hảo. Dạ. Mà không ngờ là ông xã cưng là suy nghĩ quá quẳng. Tội quá trời, tội quá trời. Mà trong khi đó hai đứa là còn quá nhỏ. Sáng anh vẫn nói chuyện bình thường, đi làm bình thường, không có gì đâu, tự nhiên chiều. Cái nợ là đóng hết trơn luôn bao nhiêu vậy Hảo? Gần 100 mấy 200 gì đó anh. 100 mấy 200 hả? Tại có cái nhà này nè, rồi mượn người ta rồi dịch trả không được, của nó cứ chồng lên. Trước đây là vốn mình có bao nhiêu mà mình dám cắt cái nhà này lên vậy Hảo? Em mua đó xong rồi em còn 100 mấy, em cắt là tỉnh cắt 100 mấy thôi, xong rồi nó cứ đẻ ra. Là đẻ ra là lúc đó mình mới nợ, mình mới đi hỏi mượn bên ngoài thêm nha. Đúng rồi, lúc đầu cất là hai vợ chồng là còn 100 mấy. Cái nợ mình mượn là nợ của ngân hàng hay là nợ giang hồ bên ngoài? Ngân hàng á. Ngân hàng hả? Ngân hàng một mớ rồi em mượn người thân mớ nữa. Vậy anh nghĩ theo như suy nghĩ là cái đó cũng đâu có đến đủ gì đâu mà ảnh phải suy nghĩ quẩn. Em cũng không biết sao nó chịu vậy, ảnh tự tử. Sao vẫn nói chuyện bình thường. Có khi nào ông suy nghĩ quẩn về cái chuyện khác nữa không? Không có chuyện đó không à. Mà hàng đêm ảnh có tâm sự với em là cái nợ nần như vậy giờ mình còn thiếu quá, ảnh than chắc thở gì không? Không, hai vợ chồng nói làm nhà xong rồi gái làm trả anh ta. Chứ đâu có chuyện gì đâu. Đâu vậy có cãi lộn, không có gì hết đó. Nói chung là vợ chồng cũng sống thân thảo bình thường phải không? Dạ. Thì cũng như là cái mục tiêu là hai vợ chồng gắng cố gắng phấn đấu để mà vừa làm có dư gửi về cho gia đình, để cho sữa cho mấy đứa nhỏ. Hai nữa thì cái khoản giống như cái khoản trả nợ hàng tháng là nó quy định rồi phải không cưng? Giống như một tháng là mình trả trước 3 triệu 4 triệu gì mình quy định một tháng đó, thì nó nhất định cái khoản đó rồi mình không dám xài đụng vô. Rồi ở đây á, ở đây là anh thấy là cũng như mình có cái nhà gì, thật chắc có cái nhà tường như gì, nhưng mà cái hoàn cảnh hai đứa quá khó khăn, rồi mình có được địa phương hỗ trợ cái quan tài nghĩa là mai táng gì không cưng? Dạ, này là anh chủ trọ, anh thấy thương hai vợ chồng á, anh mới hỗ trợ. Anh chủ phòng trọ chỗ mình mướn đi làm đó ha. Dạ. Mọi người hỗ trợ cho cái quan tài. Dạ. Rồi có hỗ trợ là chi phí về không hay là dạ, hỗ trợ quan tài thôi? Anh hỗ trợ chi phí về nữa. Là có nghĩa là anh... một cái chuyến xe không đồng từ chảnh về đây. Dạ. Đúng không cưng? Dạ, anh lo hết. Trời ơi, anh tốt quá trời tốt gì. Dạ, chủ trọ tốt. Cũng như hồi trước giờ hai đứa cũng ở đó lâu rồi thì bà con ở đó cũng hiểu cái hoàn cảnh của gia đình của mình. Rồi cho nên bà con thương ha. Anh thấy chồng em hiền á. Anh thương. Anh thương ha. Anh đâu có ai đâu, đi làm về hai vợ chồng đóng cửa ngủ. Thì mình mà khó khăn mà, mình đi làm cũng vì cơm áo gạo tiền mà lo làm để mà trả nợ rồi gửi về nuôi hai đứa con nữa. Cố gắng lo làm chứ mình cũng đâu có suy nghĩ cái gì khác, bây giờ mục tiêu là phải làm thôi. Lâu lâu hai chồng có đi chơi rồi không em? Dạ không, hai chồng em đi làm về là ở trong phòng nấu cơm, ăn xong là ngủ. Không có đi đâu hết. Rồi bao lâu hai đứa mới về thăm nhà một lần? Nhưng khi lễ em mới về, bắt vào Tết em mới về. Ủa vậy là một năm cũng ít có về. Dạ. Ít có về ha. Tại hai vợ chồng không có đủ điều kiện á. Tại vì ở trển về đây thì nó ngay cũng tốn kém. Về thì ít nhất cũng vài trăm với bạc triệu chứ đâu có dư. Dạ. Phải không cưng? Cưng là cưng, bên cưng là cưng thứ mấy trong gia đình?
Em kế Úc và anh nhà em tới 8 người là... 8 người, mà ba mẹ thì mất hết rồi. Ba mẹ em mất lúc em 13, 14 tuổi vậy đó. Gì đó? Trời gì đó hả? Dạ. Rồi em ở nuôi thằng Úc. Tới 19 tuổi em mới gặp chồng em. Là mình ở đó, mình ở lo cho em. Em tới 19 tuổi rồi là cưng mới lập gia đình. Dạ. Từ khi mà Hảo lập gia đình tới giờ là mấy năm? 7-8 năm vậy đó. 7-8 năm ha. Ừ. Cha mẹ thì mất hết rồi, cũng không còn cái chỗ dựa nữa, mà chồng là cái chỗ dựa vững chắc, mà là cái chỗ dựa về cái tinh thần luôn. Mà từ đây về sau rồi anh thấy tội cho cưng quá. Nếu mình quyết định mình chọn mình đi làm ở xa thì hai đứa nhỏ nó cũng khó. Phải như nó lớn đồ thì mình còn đỡ an tâm hơn khi mình đi làm xa, còn bé nó quá nhỏ. Ở đây là Hảo tính, ở đây khi mà quả tán hay là sao cưng? Ở đây là quả tán không anh? Quả tán luôn ha. Quả tán là quả tán ở đâu? Ở chùa. Ở chùa ở gần đây không cưng? Chùa cũng gần đây, Sóc Xài anh, chùa Sóc Xài. Chùa Sóc Xài. Thưa cô chú anh chị, nãy giờ Khởi Trần cũng quên nhắc là ở đây là dân tộc Khmer. Bình cưng cũng là người dân tộc Khmer luôn ha. Dạ. Ừ. Đây là những cái thủ tục nè cô chú anh chị, thủ tục của người Khmer nè cô chú anh chị. Khi mà mắc là 4 ngày mới quả tán phải không cưng? Dạ. Phải không cưng? Tùy theo ấy sư thầy người ta ấy thì 3 ngày anh, ngày mốt là chồng em mới. À. Thì 3 ngày hồi hôm qua là khi chở về tới đây là mấy giờ? Chở lên xe là 11 giờ mấy, tới đây là 4 giờ mấy sáng anh. 1 giờ mấy, 4 giờ mấy sáng rồi về. 11 giờ mấy. À, như vậy là có như vậy là bên phía công an á là có khám nghiệm tử thi không cưng? Không, không có khám nghiệm tử thi tại vì gia đình cam kết á anh. Thì khi mà đó thì công an cũng có lại chỗ hiện trường ha. Dạ có. Ừ. Có lại ta làm giấy tờ rồi người ta mới cho đưa về. Tại vì khi mình biết chính xác như vậy rồi mà để mổ xẻ nữa mình thấy sót chịu không nổi, đau lòng lắm. Nhưng phần đó anh biết sao không? Là tại vì lúc mà anh nghỉ quẩn là cái cửa là cửa phá trong á. Dạ. Nếu mà cửa không phá là có thể là công an là ta làm tới chuyện. Nhưng mà cái này là cửa phá trong rồi. Dạ, là cho nên là nếu mà ai gây ra cái hiện trường là không bao giờ phá cửa trong được để ta đi ra được. Cho nên cái chuyện đó là ta cũng đoán khoảng là chắc ăn là chăm chăm là ảnh là tự giải quyết lên nè. Cho nên là công an nó chỉ là lại hỏi gia đình mình là có chịu khám nghiệm vào cuộc không thì người ta mới vào. Dạ. Còn gia đình mình là không có yêu cầu thì có lẽ là ta không làm. Dạ, nếu mà cửa mà mở cửa nha, nếu mà ảnh mà nghĩ quẩn anh mở cửa nha là công an cỡ nào cỡ cũng phải khám nghiệm tử thi đó. Chứ đúng không rồi, tại vì anh khóa cửa trong. Còn đằng này là khóa cửa trong rồi là cho nên là công an đã đón biết chắc là ảnh tự xử lên rồi là cho nên là gia đình yêu cầu như là bên công an ta bỏ qua luôn đó. Dạ. À, như vậy là khi mà về phát hiện rồi đâu có vô được rồi bắt đầu cưng mới la lên. Em mới la rồi mấy anh gần chỗ đập cửa vô. Mấy anh đập cửa vô. Ừ. Giai đoạn đó là khoảng tới mấy giờ hả? Cửa 6 giờ anh. 6 giờ chiều ha. 6 giờ chiều tại vì mới đi làm về á. Em đi làm về. Vừa tới nhà trọ là cửa sổ có mở không hay là phòng trọ không, có cửa sổ không? Cửa sổ là đóng kín mít luôn. Kín hết à. Là nó chỉ hé một chút xíu chỗ ngay cái ấy đó. Rồi em mới nhìn vô em thấy ảnh. Là thời điểm đó mình có nghĩ là ảnh đã về trước chưa hay là nghĩ ảnh là chưa về? Em không biết nữa. Em đi về 5 giờ em đi ra là em vừa đi vừa điện á. Mà ảnh không bắt máy, mỗi lần điện là ảnh bắt máy à. Dạ. Em nó không biết có chuyện gì không. Là về tới nhà là thấy cửa đóng bên trong là tưởng tượng như ảnh ngủ đi ha, mình cũng không có nghĩ gì vậy ha. Dạ. Em tưởng là ảnh đi làm về ảnh đang tắm nữa. Yeah. Rồi em gõ cửa không mở nên em mới nhìn vô thấy các dây giỏng á, dây dù á. À, như là trong nhà trọ mình ngủ là vẫn có dây giỏng, trong có giỏng. Anh hay dân giỏng ngủ á. Ừ. Theo như em đoán là ảnh đã làm như vậy là khoảng bao lâu? Em nghĩ ảnh về là 4 giờ rưỡi ảnh ra ca chạy đó cũng 10 phút đi. Là 4 giờ 40 đi. Yeah. Rồi ảnh về ảnh lấy đồ vô ảnh đóng cửa. Ừ. Là cho 5 giờ đi ha, em là 6 giờ mới giữ ảnh chắc lòng vòng cả 1 tiếng trở lại ha. Dạ. Cả khoảng 1 tiếng trở lại. Cả 1 tiếng hơn tí xíu đi. Là ảnh có tắm nữa phải không? Không, ảnh không có tắm. Không có tắm hả? Về mà mình tính thời gian mà ảnh về đi, rồi ảnh đâu phải về làm liền, ảnh còn phải suy nghĩ nữa. Đúng rồi. Ảnh suy nghĩ quẩn nữa. Em với em thôi.
rồi em mới kêu người ta để xuống để em ấy cứu được không. Ừ. Vậy là cả tiếng đồng hồ rồi. Vậy là có hỏi bên chỗ ảnh làm mà ảnh có về sớm hơn mỗi bữa không? Mỗi bữa anh về 4 giờ rưỡi đó, rồi mấy anh đi làm chung ấy chở nó về, nó cũng nói chuyện bình thường vậy đó. Cũng vẫn là 4 giờ rưỡi anh về ha? Dạ. Ừ. Đoạn đường đi xa không? Từ chỗ em đi mà đi xe máy chứ cỡ 6-7 phút à. Mà nhiều khi kẹt xe á. Dạ, chỗ của ảnh kìa, chỗ của ảnh về nhà trọ là xa không? Cũng gần gần công ty em làm á. Dạ, thì cho 10 phút đi ha. Dạ. 10 phút thì về tới nhà thì cỡ 4:40. 4:40 thì cho anh nằm lên võng, anh suy nghĩ, anh quẩn thì cũng 20 phút thì dắt vòng cũng có 1 tiếng.